Chào mọi người, đây là bài hướng dẫn cách ẩn hiện cái thanh thước ở trong quật. Thì như mọi người nhìn thấy thì ở đây cái thanh thước ngang và thước dọc của mình á, thì mình không có nhìn thấy. Nào, khi mình đưa chuột qua đây thì nó có hơi hiện ra một xíu ở bên này, thước dọc. Thì để ẩn hiện nó thì mình vào view, và cái thấy view chọn ruler. Ruler thì có trong tiếng Anh dịch ra tiếng Việt có nghĩa là cây thước. Khi mình kích chọn vô thì nó sẽ hiển thị lại cái thanh thước ngang và thước dọc. Khi nào mình muốn bỏ nó thì mình cũng vào view và chọn bỏ cái dấu tích ruler này đi, thì nó sẽ mất cái thanh thước đi. Thường thì mình nên để cho nó dễ làm việc hơn. Và ở đây thì mọi người có thể là căn chỉnh cái đơn vị của nó. Thì để chỉnh đơn vị thì mình vào file, chọn option. Ở trong này có cái mục Advanced, này là cái cài đặt nâng cao. Mình kéo xuống, mình tìm cái mục Display. Thì ở trong này nó có cái phần là để cài đặt cái đơn vị. Ví dụ như mình cài in hoặc là cm hoặc mm gì đó. Ví dụ mình để in đi, mình bấm OK. Thì cái đơn vị này nó sẽ sửa lại thành là in, một in, hai in nè, nó dài hơn. Mình để ý là thấy nó dài hơn, nó dài gần bằng một cái ô này luôn, cái ô ở cái thẻ zoom này luôn. Bây giờ mình sửa lại thành cm. Kéo xuống, cái này là nó gần cuối luôn. Để lại cm. Rồi, bây giờ mình thấy 1, 2, 3, 4, 5 nó rất là ngắn. Thì đó là đơn vị về cm. Còn lúc nãy mình chọn in thì nó dài hơn. Thì tùy theo nhu cầu của mỗi người mà người ta sẽ chọn cái đơn vị khác nhau. Thì đây là cái bài mình hướng dẫn cách ẩn hiện cái thanh thước này. Tại có nhiều người không biết và không có tìm thấy nó ở chỗ nào. Cảm ơn mọi người đã xem cái bài hướng dẫn này. Và nhớ là đăng ký kênh để xem thêm những bài hướng dẫn khác của mình. Cảm ơn mọi người đã xem và nhớ là chia sẻ cho mọi người cùng biết để mọi người cùng thực hiện.